Hi it's me again. I'm Thanh from English and welcome back to my video. Uh, xin chào mọi người, mình là Thanh đến từ English và chào mừng mọi người quay trở lại với chuỗi video clip về học các quy tắc đánh vần tiếng Anh, uh, phục vụ cho cái mục đích là mình sẽ phát âm chuẩn các cái từ và mình sẽ không phải tra từ điển uh, nếu mà mình uh, nắm được những các quy tắc này, được chưa? Và chúng ta cũng thông qua đó chúng ta cũng chỉnh được cái phần âm của mình, bởi vì có rất nhiều các cái từ. À, rất là đơn giản trong cuộc sống hàng ngày trong quá trình giao tiếp. À, tuy nhiên là mọi người phát âm vẫn sai à, mà mọi người không biết là mình đang phát âm sai. À, chính vì vậy trong quá trình mà mình sẽ giao tiếp với người nước ngoài hoặc là có thể giao tiếp với những người mà à, tiếng Anh ok thì người ta sẽ không hiểu mình đang nói gì. Đó thì à, tất cả các quy tắc này sẽ phục vụ cho chúng ta. À, thứ nhất đó là giúp chúng ta hạn chế cái việc tra từ điển. À, bởi vì chúng ta đã biết được là phiên um, âm của nó như thế nào rồi à, thứ hai đó là chúng ta cũng uh, tự tin hơn trong quá trình mà chúng ta giao tiếp nữa bởi vì mình biết là mình nói đúng hay nói sai thì mình có thể tự điều chỉnh được để yeah. ạ ok so we come back to the lesson today à, uh, chúng ta sẽ quay trở lại với bài học ngày hôm nay hôm nay chúng ta sẽ quay lại với quy tắc số 5 uh, đó là quy tắc từ có chứa a cộng một phụ a cộng phụ âm và cộng với đuôi in Đấy chưa? Ok. À, quy tắc này cũng tương tự gần giống như quy tắc là a cộng phụ âm cộng e. Bản chất là gì ạ? Bản chất là mình bỏ chữ e và thêm đuôi in đằng sau, đúng không? Thế nên là nó thành cái quy tắc mới này. Để chúng ta xem là cái quy tắc này sẽ như thế nào nhé. Rồi. Ở đây thành có ba bức tranh. Uh -huh. Được chưa? Thành có ba bức tranh ở đây. Uh, how to pronounce these words uh, Chúng ta phát âm những cái âm này như thế nào Đầu tiên đó là cái từ gì nhỉ Thì cái từ nướng bánh đúng không mọi người hay nói là gì nhỉ? Có phải mọi người hay đọc là baking kinh đúng không? Ok, rồi từ thứ hai đó là từ hẹn hò, mọi người hay nói là date đúng không? Dating hoặc date rồi và từ cuối cùng đó là từ cái từ mặt nạ hoặc là đeo mặt nạ thì nó có cái từ là từ này và mọi người hay được phát âm và thanh nghe nghe thấy học viên của thanh phát âm đó là từ từ gì nhỉ? Đọc là mask, mask đúng không? Là âm a. Rồi, bây giờ vậy thì mọi người nghe lại uh, thanh phát âm ba cái từ này một lần nữa Và mọi người sẽ tìm ra được cái quy tắc, quy luật trong bài ngày hôm nay nhá Đầu tiên, cái từ này mình không đọc là baking Mà mình sẽ đọc là baking Baking The second one, không đọc là date Mà mình sẽ đọc là dating Dating Ok, từ tiếp theo mình không đọc là mask Mà mình sẽ đọc là âm... Ê, mà Mình sẽ đọc là masking Masking. Masking. Yes. Ok, vậy giờ ở đây nhá mọi người lưu ý cho Thanh này. Cùng là cái chữ A này. Thì nhưng mà chữ A này mình sẽ không đọc là âm E. Không phải chữ E. Mà ở đây nó sẽ đọc là thằng âm A. Đó. Và cái này mình sẽ đọc là Baking. 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 Không phải đọc là âm E nhá. Âm E là đọc sai mọi người nhá. Đó, cái âm này không phải như vậy. Được chưa? Thứ hai, cái chữ A này. Cũng cùng là chữ A này. Cũng đọc là âm A đó, AI đó, âm a hôm trước mình đã học rồi. Và mình đọc là dating. Dating, được chưa Rồi, tuy nhiên cái chữ A cuối cùng này nó lại không đọc là âm âm, âm A nữa mà nó lại được đọc là âm a. Đó. Và mình sẽ đọc cái từ này là masking. 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 Ồ, oh. vậy thì tại sao lại có cái nguyên nhân như vậy và cái quy tắc ở đây là gì? Tại sao khi chữ A ở đây lại đọc là âm A và khi chữ A ở đây lại đọc là âm À ok, vậy thì chúng ta sẽ đi đến cái phần uh, quy tắc ngày hôm nay nhé Chúng ta sẽ đi đến cái phần quy tắc ngày hôm nay. Thì uh, các bạn có thể nhìn thấy được ở đây là gì? Thanh đưa ra cái quy tắc là gì? Trong từ có hai âm tiết, nhớ nhá. Mọi người nhớ, trong từ có hai âm tiết mà có dấu hiệu là a cộng phụ âm và cộng với đuôi in. Được chưa? Có dấu hiệu là a cộng phụ âm và cộng với đuôi in. Lưu ý cho thanh đó là cái chữ a ở đây đã là trong từ có hai âm tiết thì mình phải xét đến là cái phần trọng âm vậy thì trọng âm nằm đâu trọng âm ở đây rơi chính vào cái chữ a đó được chưa trọng âm sẽ rơi chính vào chữ a đó và cái chữ a đó đọc thành gì người ta sẽ chia làm hai trường hợp trường hợp thứ nhất nếu mà a cộng một phụ âm và cộng với đuôi in nhớ nhé đây là cộng một phụ âm tức là giữa a và đuôi in là có một phụ âm được chưa thì a ở đây mình sẽ đọc thành âm a giống cái 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 quy tắc của quy tắc uh, số 4 mình đã học rồi. Nếu mà ai chưa xem quy tắc số 4 là người ta có thể quay lại uh, uh, kênh YouTube của amanglish English và để xem lại quy tắc số 4 nhá. Rồi, a cộng một phụ âm cộng với in thì a ở đây sẽ đọc thành âm a đúng không? Âm ei nhá, không phải là âm a mà âm ei. A đó. Thứ hai, nếu mà a cộng hai phụ âm, đó. Nhớ nhá, giữa a và in là có hai phụ âm thì cái chữ a này sẽ được đọc thành âm a cái chữ a này sẽ có được viết là mình có thể đọc có tên là gì nhỉ e bẹt hoặc là e bướm đúng không thì tùy từng cách mà mình gọi tên sao cho phù hợp thôi thế nhưng mà cái này mình sẽ đọc âm thành chữ a a được chưa và cái đuôi in ở đây mình sẽ được phiên âm thành là y và chữ ừ, ừ, Ng chữ ngờ ở trong tiếng việt này này Là được phiên âm thành chữ ừ, ừ. được chưa In, mình sẽ đọc là in, in, in. Lưu ý mọi người nhé, mình không sẽ không đọc là đuôi in ở trong tiếng việt, mà mình sẽ đọc là in, in. đó cái âm cái chữ ngờ cái phiên âm ngờ này này nó uh, là cái âm mũi mọi người chạm vào tay vào cái, cái sống mũi của mình này khi mình phát âm cái chữ ngờ đấy cái sống mũi của mình sẽ âm dung mình sẽ là ừm 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 và miệng của mình hơi hở nhá, ừm ừ ừ ừ đó trong tiếng anh mình có ba âm mũi hôm nay thì nói luôn này trong tiếng anh mình có ba âm mũi trong mở phiên âm quốc tế ipa thì đó là thứ nhất là âm m ừ. âm m chữ m đó thứ hai đó là âm ừm đó thứ ba là âm ừm đó trong tiếng anh thì mình sẽ có ba âm mũi đó là âm này và cách phát âm của ba âm này như thế nào Âm đầu tiên là mình sẽ mím môi này Tất cả âm này đều Khi mình chạm vào cái sống mũi Nó sẽ bị hơi rung rung đúng không ạ Mím môi và tạo ra cái âm này ừ. Ừ. Đấy chưa Nó không giống cái chữ M ở trong tiếng Việt Được chưa Mình sẽ mím môi và tạo ra cái âm này, này. Ừ. 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 Ok The second one Cái thứ hai là chữ N này Cái âm M. Trong tiếng Việt thì nó là chữ N Trong tiếng Anh thì nó là âm mũi và vẫn dùng ở mũi thứ hai là mình lưu ý cho thanh là cái chữ n này thì à, cái khẩu hình miệng của mình sẽ há miệng ra một xíu tức là miệng của mình sẽ mở ra chứ không mím như chữ m nữa ừ ừ ừ đó thứ ba cái chữ ng này cũng tương tự nhưng mà cái miệng của mình sẽ há nhiều to hơn khi mà mình đọc chữ n ừ ừ ừ rồi ok mọi người nhìn lại cho thanh nhá mọi người nhìn lại cho thanh cái cách đọc của ba cái âm này này mọi người nhìn lại cho thanh này đầu tiên này âm m này mím môi ừ. thứ hai âm n hái miệng một xíu ừ. thứ ba âm ngờ miệng hậu rộng hơn một xíu ừ. đó ừ. 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 ok được chưa mọi người cố gắng luyện theo nhé những cái phụ âm này rất là đơn giản thôi có nhiều người nói bảo là à chữ m ở trong tiếng anh cũng giống chữ m ở trong tiếng việt ở à, thế nên là tôi đọc chữ m vẫn là chữ m thế nhưng mà như vậy thì các bạn sẽ đọc trong quá trình mà giao tiếp thì nó sẽ không đạt được cái hiệu quả cao nhất để mình có thể để để, để những người đối diện của mình có thể hiểu à đây là chữ gì hiểu không ạ rồi ok à, tóm lại là trong từ có hai âm tiết mà có a cộng một phụ âm và cộng với đuôi in à, K, a cộng phụ âm một đuôi in thì trọng âm sẽ rơi vào cái âm a đấy nếu mà A cộng 1 phụ âm cộng với đuôi in thì A sẽ đọc thành A. Còn nếu mà A cộng 2 phụ âm cộng với đuôi in thì A sẽ đọc thành A. A. Được chưa? Ok. Đó là quy tắc của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp theo. Đó là mình sẽ sang cách đọc. Ok. Cách phát âm cái âm A này như thế nào nhá Cách phát âm âm A. A. Được chưa? À, đầu tiên là mọi người có thể nhìn vào cái 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 cái, cái bảng à, cái 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 khẩu hình miệng mà Thanh đã để ở trên slide. Thì cái âm a này nó là cái âm kết hợp nghe nó vừa giống chữ a mà lại vừa giống chữ e, được không ạ? nhưng mà mọi người không cần quá quan trọng cái vấn đề đó. À, khi tại vì có những nhiều người lại nghe thì âm này thành chữ a, có nhiều người lại nghe cái âm này thành chữ e, đúng không Thế nhưng mà bản chất mọi người chỉ cần lưu ý cho Thanh điều này thôi. À, mọi người để lưỡi ở vị trí thấp nhất. Được chưa? Và lưỡi dẹt, không cong nhá, lưỡi dẹt. Thứ hai là chúng ta hạ hàm xuống, là chúng ta đã phát âm ra cái âm này rồi. Chúng ta không cần quan trọng là à nó nghe giống cái gì. Có nhiều người nghe lại à, à cái âm này nó lại giống cái âm chữ a ở trong tiếng Việt hay là cái âm này nó lại giống chữ e ở trong tiếng Việt. Thế nên là chúng tôi phải đọc theo giống như vậy. Bản chất không phải như vậy nhá. để mọi người nghe này. Lưỡi hạ thấp xuống và hạ hàm xuống. Hàm dưới này a a a a a a a a rồi mọi người sẽ có những người nghe thành giống âm a có những người nghe thành giống âm y nhưng mà đấy là do cái khi mà mình luồng luồng cái âm thanh nó qua cái tai mình nó nó phân tích nó nó não mình phân tích mà nó sẽ dẫn đến là nó sẽ thấy mình À cái âm này có vẻ giống như cái âm mà mình đã từng nghe thế nên là các bạn sẽ không thể so sánh được là nó giống chữ âm a trong tiếng việt hay là âm e ở trong tiếng việt đúng không ạ mọi người chỉ cần đúng cái khẩu hình miệng cho thanh là cái âm bản chất nó tự phát ra như vậy rồi được chưa a à, a à. ok repeat after me Nó lại theo anh nhá a a a được chưa ok next one rồi uh, chúng ta sẽ sang một cái phần tiếp theo đó chính là phần chúng ta luyện viết phiên âm à, Chúng ta sẽ cố gắng à, những cái âm nào đơn giản mình sẽ tập luyện viết thường xuyên à, Ở đây chúng ta sẽ có thanh có 10 từ để chọn mỗi hàng à, 5 từ, mỗi cột 5 từ Và chúng ta sẽ có phải trách nhiệm là gì? Nhiệm vụ là chúng ta sẽ phải viết được phiên âm của tất cả những cái từ này, 10 từ này Ok, quy tắc hôm nay đầu tiên là gì? Trong từ có hai âm tiết, ở đây là từ có hai âm tiết đúng không ạ? Đúng không? Rồi thứ hai, mà có dấu hiệu là a cộng phụ âm và cộng đuôi in được chưa? à ở đây a cộng với một phụ âm ở đây phụ âm là chữ k được chưa? thì cái chữ a thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất tức là rơi vào đúng chữ a đó và cái chữ a này sẽ đọc thành âm gì ạ? à a ở đây sẽ đọc thành chữ âm ei đúng không? à đây sẽ đọc bằng ei và đuôi in này chỉ đọc là ing đúng không ạ? Đó Chính vì vậy chúng ta sẽ biết được biết được phiên âm của cái từ này luôn Phụ âm B giữ nguyên này Được chưa Rồi A ở đây đọc là âm E Đúng không ạ Thứ hai K phụ âm giữ nguyên này Được chưa ạ Thứ ba I In đọc thành âm In Được chưa Rồi Và cái từ này mình sẽ đọc là Trọng âm rơi vào âm thứ, thứ nhất Đúng không Rơi vào chính cái âm A đó Mình đọc là Baking Đúng không? Baking, baking, baking. Tương tự, à ở đây trong từ có hai âm tiết mà có dấu hiệu a cộng một phụ âm cộng đuôi in, thì a ở đây sẽ đọc thành âm a được chưa? Trọng âm sẽ rơi vào chính cái a này luôn. Mình sẽ viết được phiên âm của từ này là tờ r là hai phụ âm mình giữ nguyên. A ở đây đọc là a đúng không? Bởi vì sau a cộng một phụ âm. D ở đây là phụ âm mình giữ nguyên đúng không? Rồi Đuôi in ở đây viết thành in, đó. Và cái từ này mình chậm âm rơi vào âm A này, và mình đọc là trading, right? Trading, trading. Rồi, tương tự, uh, thanh viết cái số số 5 này, được chưa? Ở đây, trong từ có hai âm tiết mà có dấu hiệu là A cộng phụ âm và cộng với in, đúng không ạ? Vậy thì, ở đây chữ M là phụ âm mình giữ nguyên, đúng chưa ạ? trọng âm sẽ rơi vào đúng chữ A này, được chưa? Thì A ở đây mà sau A cộng với hai phụ âm, chính vì vậy A ở đây mình sẽ được phiên âm thành âm A. Ok, mọi người lưu ý cách viết thì cái chữ âm E này này. Đó, mình viết vòng cái chữ X như thế này. A, à. được chưa? Tiếp theo SK là hai phụ âm, mình giữ nguyên. Đó, được chưa? Âm in mình viết là y và ngờ Ừm. Đó. Và cái từ này chậm âm sẽ rơi vào âm A này luôn. Và mình sẽ đọc là masking, right? Masking, masking, masking. Được chưa? Rồi, tương tự tất cả những cái từ còn lại đều tương tự hết. À, mọi người viết cho danh phiên âm của chữ này nào. Được chưa? À, R là phụ âm giữ nguyên đúng không? Đúng rồi. A cộng một phụ âm cộng đuôi in thì A ở đây sẽ được phiên âm là âm A, đúng không? trọng âm sẽ rơi vào a đấy luôn mình đánh dấu trong âm luôn thứ hai t phụ âm t giữ nguyên đuôi in vẫn biết là in đó và cái tên này mình sẽ đọc là không phải rate nữa mà đọc là rating đấy rating 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 rồi thế còn từ này thì sao nhỉ đúng không ch cái từ c cái chữ ch này mọi người tạm thời biết thế này mình viết chờ nhá ok ok tờ và đó. Thứ hai, ở đây mình có thấy a cộng hai phụ âm, vậy thì a ở đây sẽ phân âm là gì nhỉ? À đúng rồi, a sẽ được phân âm là a. Đúng ạ. Rồi. rồi, T hai phụ âm giống nhau thì mình ghi là một nhá, một chút thanh nhá. Rồi, đôi in thì mình đọc như là in. Đó, được chưa Và cái từ này mình sẽ đọc là trating. Trating. Trusting. Stresting. Trating treating được chưa mình không nói chatting nhá treating 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 yes treating 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 ok rồi tất cả các cái từ còn lại nó sẽ tương tự như vậy và mọi người sẽ dừng video và sau đó ghi các phiên âm của 10 từ này giúp cho thanh để chúng ta có thể luyện uh, cách ghi được cái phiên âm đó bởi vì khi mà chúng ta đã ghi được phiên âm ấy chúng ta sẽ đọc cái âm đấy nó chính xác và nó chuẩn chứ mình sẽ không phải tiện, uh, đọc theo cảm tính hay suy nghĩ mà ngày xưa mình hay đọc được chưa? Rồi sau khi mà các bạn ghi được video các bạn sẽ uh, so sánh với đáp án mà Thanh đưa ra. Ở đây dòng đầu tiên mọi người cùng đọc lại cùng với Thanh nhé. Mình sẽ đọc là baking, baking đúng không? Baking, baking, trading right? True, true nhé. Trading, trading, trading yes dating 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 making 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 không đọc making nhá. May may đọc nhấn nè May may making right. Và cuối cùng là masking masking masking. Rồi. Next one bên này mình sẽ có là không đọc là game mà sẽ đọc là gaming gaming gaming. Next one waiting rating, rating, next one, treating, treating, testing, treating, testing, waking, 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 taking, 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 yes, rồi đó là sau khi mà các bạn đã ghi được phiên âm của tất cả những cái từ này rồi, thì các bạn cố gắng so sánh với đáp án của thanh đưa ra và chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập nhớ nhé, luyện đọc. Uh, quan trọng mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải nói được chứ không phải chúng ta ghi được phiên âm thôi được chưa? luyện đọc nhiều lần để trở thành phản xạ và thành thói quen và những cái lần sau mà mình gặp những cái từ tương tự như này á, còn cái dấu hiệu tương tự như này mình sẽ không phải ghi lại phiên âm nữa mà mình có thể đọc được luôn được chưa? OK rồi next one bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo đó phần luyện đọc uh -huh. luyện tập luyện đọc nhá rồi đầu tiên baking baking nhớ lại âm nếu mà có trọng âm thì trọng âm rơi vào thứ nhất đúng không? là chúng ta phải đọc cao lên và thường dễ nhất thì chúng ta sẽ thêm dấu sắc vào không là cả bay nữa là bay bay đúng không? bay và không được nhấn trọng âm mình thêm dấu huyền king mình thường mình đọc kinh đúng không? king baking baking được chưa? next one Trade. trading 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 dating dating Dating. Ok, cố gắng repeat after me. Đọc nhắc lại cùng với Thanh nhé. Making. 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 Saving. Đúng không? Không là save nha. Không là saving. Mà là say, saving. Saving. Next one. Rating. 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 Next one. Gaming. Đúng không? Gaming. 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 Masking masking, masking, aging, aging. Âm này đọc là d, j, Được chưa? Hôm sau có video clip về cái cách phát âm của âm này. Được chưa? Mọi người cố gắng xem trên kênh YouTube Am English nhé. Aging, aging. Next one. Grabbing, grabbing, grabbing. Next one. Facing, facing, facing. Next one. Basing, basing, basing. OK, so uh, tiếp theo phần thứ hai, uh, Thanh sẽ đọc một hàng đầu tiên nữa thôi. Và còn hai hàng còn lại thì mọi người sẽ về uh, đọc tương tự uh, theo những cái 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 phiên âm mà mình đã ghi ở dưới và cố gắng là luyện đi luyện lại. Mỗi video clip này các bạn sẽ cố gắng là luyện cho Thanh trong khoảng 2 ngày. Uh, chỉ có một việc duy nhất thôi, đó là luyện đọc, uh, ghi nhớ dấu hiệu và luyện đọc được chưa? Uh, bởi vì ngôn ngữ nó cần một cái sự lặp đi lặp lại liên tục nó cần một sự repeat chứ không phải là mình cứ học một lần xong vào mình sẽ có thể nói được hoặc là mình có thể nói chuẩn được cái đấy thì không có à, cái đấy thì cái đấy có thể là môn toàn lý hóa các bạn có thể học được như vậy à, các môn logic, logic nhưng mà về ngôn ngữ thì à, nó cần một cái môi trường cần phải giao tiếp cần phải rèn luyện hàng ngày à, không cần nhiều nhưng mà cần phải có sự lặp đi lặp lại liên tục trong một khoảng thời gian nhất định đó thì mọi người lì rất hay nhá rồi cái này mình sẽ đọc là planning không phải là planning nhá, không phải là planning mà là planning, planning, faking, faking, cramming, 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 blaming, blaming, blaming. Ok, còn hai dòng cuối mọi người sẽ làm bài giờ về nhà cho mọi người là mọi người cố gắng luyện đọc hàng ngày và cố gắng uh, thay đổi dần dần cách đọc của mình nhá. Rồi tất cả các cái dấu hiệu này nó cũng lặp đi lặp lại rất là nhiều và các bạn sẽ gặp rất là nhiều trong Uh, trong quá trình mà mình uh, uh, học tiếng Anh thì nên là uh, hãy cố gắng là cho mình một quyển sổ ghi chép lại những cái bài học và chúng ta sẽ cùng học với nhau nhé OK I hope that my video is useful for all of you and đó là bài học ngày hôm nay và nếu mọi người thấy uh, video của Thanh hữu ích thì hãy cho Thanh một like và share Um, like share và subscribe kênh YouTube của Am English để đón chờ tất cả những cái video clip uh, rất là hay về phát âm cũng như là về giao tiếp, uh, các câu nói, uh, các cái um, bài học uh, mỗi một Thanh không là video clip dài nhưng mỗi một video clip của Thanh cái khoảng từ dài nhất khoảng 15 phút thôi để mọi người có thể học hàng ngày và có thể xem được mọi lúc mọi nơi. Ok, that's it and bye bye. See you.